Cô Sara Huy xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị là một cái chậu rất đặc biệt mà Sara Huy làm để vào cái tác phẩm của mình. Quý vị nhìn thấy cái chậu có đặc biệt không? Thì chậu đặc biệt để dành cho cái tác phẩm đặc biệt. Thì cũng như những cái nhiều cái thước phim trước, Sara Huy chia sẻ với quý vị là sẽ có cái món quà gửi tặng quý vị. Thì đây là cái món quà của quý vị ạ. Một cái chậu do Sara Huy thiết kế. Quý vị nhìn thấy cái chậu, quý vị nhìn thấy được mô tả một con thuyền đầy đủ sắc nét quý vị ơi. Quý vị nhìn thế này. Và cái đôn cái chỉ đồng bộ, đôn một cái trọng gỗ. Quý vị nhìn thấy có đặc biệt không? Cháu có ngắm mỗi chú nhá. Ngắm mỗi chú cho cân. Một cái chậu rất đặc biệt quý vị ạ. Có lẽ là cái chậu này thì có 102. Và chậu này để dành cho một cái tác phẩm trong vườn Sara Huy. Một chút nữa Sara Huy sẽ bật mí quý vị. Chậu được làm theo hình tượng một con thuyền. Chậu đã kê xong quý vị ạ. Con Sara Huy mới đặt ở đây để tới đây sẽ vào cây. Quá đặc biệt quý vị ơi, quý vị nhìn thấy hoa văn mẫu mã. Đây là những cái mẫu con Sara Huy vẽ và thiết kế y hệt con thuyền ở ngoài đời thực như nào thì tái hiện như vậy. Và những cái chõng tre quý vị này, chõng gỗ này làm rất là công phu và tỉ mỉ. Và những cái lan này khắc họa. Nhìn thực tế đẹp lắm quý vị ạ. Ấn tượng lắm quý vị ạ. Thì cây cũng phải đặc biệt và chậu cũng phải đặc biệt. Quý vị thấy. Và chậu này, chậu thuyền này dành cho tác phẩm này quý vị ơi. Dành cho cây sa quê đặc biệt này. Thì cây sa quê này cái mái quý vị hình dung như một cái cánh buồm. Và trồng một con thuyền này. Thì sắp tới thì quý vị sẽ thấy đặc biệt lắm. Tác phẩm này vào cái chậu thuyền này quý vị nhé. Sẽ rất là khác, khác rất nhiều so với ở cái chậu cũ. Bởi vì Sara Huy sẽ vào chậu đó thì sẽ nâng cái chân bệ cao lên, chắc chắn là phải cao tầm 40-50 phân, cho cao chân bệ lên, gài đá. Cây sẽ cao khoảng thêm khoảng 40-50 phân nữa. Mà quý vị nhìn thấy con thuyền và cái cây thì như một cái cánh buồm. Thì sẽ có cái bất ngờ trong thời gian tới quý vị ạ. Và Sara Huy luôn luôn muốn thay đổi, muốn sáng tạo, muốn làm mới mình. Làm mới những cái tác phẩm cũ của mình. Sẽ cố gắng. Và quý vị hãy chờ đợi thời gian tới khi tác phẩm vào cái chậu thì sẽ ấn tượng người này. Thì quý vị biết là một cái dàn cây này thì cũng phải Sara Huy cũng phải mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều những cái công sức bên cạnh cái thời gian đi chia sẻ suốt ngày đi thăm các nhà vườn khắp nơi. Thì thời gian rảnh rỗi là Sara Huy hòa mình với những cái tác phẩm của mình thì mới có kết quả được quý vị ạ. Sẽ cố gắng
xây dựng một cái vườn cây đẹp lên từng ngày. Và quý vị thấy cây trực mới về thì Bò Sát Đô Huy cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi. Một đồ chơi mới, một đồ chơi VIP. Và đây cũng là cái đồ chơi cũng mua cuối năm vừa rồi. Một cây trực Bò Sát Đô Huy cũng rất là thích. Quý vị nhìn thấy form dáng này. Và bệ quý vị nhìn thấy này. Quý lắm quý vị ạ, hàng cột chậu chảy nhuyễn hết rồi. Form cây cũng rất đẹp. Đây là cái cây trực hoành, phải nói là rất rất là giá trị. Cũng là những cái cây mới và đang xây dựng. Còn một chút nữa, một vài những cái chi tiết nhỏ nữa. Còn đồ chơi mới đây thì hôm trước đã chia sẻ cho quý vị rồi. Cảm xúc lắm quý vị ạ. Bò Sát Đô Huy sẽ cố gắng tái hiện một cái cây cổ thụ ngoài thiên nhiên. Và có rất rất nhiều những cái chi tiết khó. Khó nhưng mà lại mang yếu tố tự nhiên cao. Và cây này thì cũng có nhiều những cái bước đột phá sắp tới. Cũng sang chậu mới rồi, lâng chân bệ lên, gà chút đá nữa. Thì bật mí với quý vị như vậy để quý vị thấy được là cái thời gian tới cái khối lượng công việc của Bò Sát Đô Huy cũng rất là lớn, rất là nhiều. Bên cạnh đi chia sẻ thì còn những cái công việc ở vườn phải hoàn thành những cái phương án đề ra cho những cái tác phẩm của mình. Thì những cái tác phẩm cây cảnh này thì làm nghệ thuật cũng không thể nóng vội được. Mình đề ra như vậy nhưng mình cũng phải thực hiện từ từ, từng bước một, cũng không thể nóng vội được. Vừa làm mình vừa ngắm, mình vừa xem, mình vừa ngẫm, vừa tư duy và vừa nghe ngóng học hỏi anh em. Có thể bên cạnh những mọi người tư vấn góp ý thêm cho mình thì mình sẽ chắt lọc những cái ý kiến hay, những ý kiến tốt để cho mình thêm vào những cái tác phẩm của mình. Nhiều cái quan trọng lại phải mình đưa ra cái quyết định. Cái quyết định của mình là cái quan trọng nhất. Thế thì kính thưa quý vị, hôm nay Bò Sát Đô Huy vừa mới mang một cái chậu rất đặc biệt về để vào cái tác phẩm của mình. Thì chia sẻ cho quý vị một cái thước phim ngắn. Thì quý vị ok như cả nước cùng chiêm ngưỡng một cái chậu đặc biệt. Một cái chậu rất là gần gũi với chúng ta. Rất gần gũi với những cái người đi bên cạnh những người làm bên ngành sông nước, những cái bác ngư dân thì những cái con thuyền thì gắn bó như cái ngôi nhà của các bác ấy, rất là thân thuộc và cũng là một cái công cụ để kiếm sống hàng ngày, rất ý nghĩa quý vị. Thì thưa quý vị, đến đây Bò Sát Đô Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.